Hôm nay anh em chúng tôi lại đột xuất có thêm cái chương trình Tiếng Quê Hương vì vấn đề sôi nổi, vấn đề Covid ở Hoa Kỳ và vấn đề ở Việt Nam có những đột xuất rất là hay. Thành thử anh Phượng đề nghị là chúng tôi nên tiếp tục về vấn đề kiểm chứng lại cái gì gọi là nhân quyền của Việt Nam và những chuyện Covid ở Hoa Kỳ. Nó đang xảy ra cũng khốc liệt. Thành thử muốn báo cáo tin tức này cho đồng bào ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ biết, và những cái sự phát triển tốt đẹp, cái sự bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mời chị Châu. Vâng, cảm ơn anh. Hôm nay anh em chúng tôi thực hiện chương trình này bởi anh Dương Xuân Phương, Peter Phượng, Song Phạm và chúng tôi là Phùng Tuệ Châu. Đáng lẽ chương trình ngày hôm nay không có đâu, nhưng mà để trả lời cho đài Á Châu Tự Do cũng như là mạng lưới nhân quyền và nhân quyền Việt Nam, để tiếp tục trả lời họ, để họ hiểu rằng họ không biết gì về Việt Nam, họ u mê về Việt Nam, họ u mù. Chúng tôi phải tiếp tục trả lời cho họ để hy vọng rằng lần sau họ nên nói năng một cách đàng hoàng tử tế để chúng tôi không phiền mà phải trả lời họ liên tục. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh Peter Phượng phải không ạ? Thưa chị Nguyễn Thất Phượng, Peter Nguyễn Thất Phượng. Thế thì con cái mà được lựa 100% thôi, mời anh Phương Phương nói trước đi rồi. Vâng. Mình bé nhất. Anh Phương nói cái gì hôm nay? Tôi thì cũng đã có được cái thấy việc mình phải nói là vấn đề về bang giao Việt Mỹ đấy. 25 tháng 7 bây giờ cái đó nó cũng vẫn còn sống. Với lại Linh Ninh Thăng Lan Thang thì nói về tình hình virus, tình hình ở bên Việt Nam cũng vừa lập được một cái chiến công lẫy lừng, dạ, thành tích là cái vụ tất hai em bé. Thành ra tôi có lẽ chúng ta cũng bao nên đi quanh cái vấn đề đó là chắc chắn. Dạ vâng, ok anh Phượng bắt đầu chương trình đi anh. Mình đầu tiên mình nói về chuyện anh nói về chuyện New York, New York về vấn đề Covid tại Hoa Kỳ. Covid là cái chuyện hấp dẫn nhất. Tới hôm nay là coi như là hơn 3 tháng kể từ ngày thứ sáu 13 tháng 3 năm 2020, California đầu tiên và cả nước Mỹ mình đóng cửa. Sau đó cách đây hơn tháng mình bắt đầu mở cửa lại. Thì bây giờ là câu chuyện là cả nước Mỹ đang bị nhiễm và sửa soạn. Và ngày hôm qua tuần vừa rồi tức là Cali mình cũng đã đóng cửa lại rồi. San Diego mình đi một vòng. Mình nhìn mình đi săn hình. Mình thấy buồn quá, thành thử ra mình cũng chẳng chụp nhiều. Mình thấy buồn quá mình cũng không có chụp nhiều, tại nó vắng vẻ mà thấy. Thì trong cái đất Mỹ này thì bây giờ tất cả mọi người đều đang rất là luống cuống. Thì chỉ có một cái nơi mà mình thấy là mình rất là vui mừng là cái sự chiến thắng của người Việt Nam, của cái Covid ở Việt Nam, mà nó lại được di chuyển ra qua và nó được thực hiện ở ngay trên Mỹ này. Thể hiện ở đâu anh? Nó thể hiện ở ngay New York. Mấy tuần trước anh em mình biết 2 tấn hàng chất liệu y tế đến New York cho dân, cho tiểu bang New York. Thì đến tuần vừa rồi đó, ông thống đốc New York, ông như là tôi nhìn cái cảnh tượng đó thì tôi nhớ lại cái lễ hồi sức của ông Hồng Y Spelman cũng ở New York, trên đầu ông ủy nhiệm là ông thống đốc New York đứng lên dõng dạc chúng mình đã chiến thắng, từ giờ ngày từ tuần vừa rồi là mình không có lây nhiễm chéo nữa, còn bao nhiêu thì mình biết như vậy. Và ông ra lệnh thế này nè, tất cả mọi người nào đến New York thì phải khai ở mấy thằng tiểu bang này, mấy tiểu bang chỗ này là nếu mà đến đó đó thì làm tự động là phải cách ly 14 ngày. Cách 14 ngày. Ai mà không làm theo thì là có chuyện với tôi. Tại ông bây giờ ông rất là giữ cái New York rất là kỹ và rất là... hình như là ông Cuomo ông theo cái chương trình của Việt Nam đại khái diễn tả mò cái sự liên quan giữa đấy, cái sự cách ly của đấy, Việt Nam và New York. Anh thử nói cái sự trùng hợp đó, cái sự trùng hợp đó mình thấy là nó xảy ra ngay từ lúc đầu. Mà có một cái nhà thờ ở New York ấy, mà Do Thái này
à, nhà thờ đó, cái khu đó có mấy người đi nhà thờ đều bị nhiễm bệnh, ông quay cả một cái vùng đó lại, không có đi đâu ở trong đó luôn. Thì lúc đó đó là tôi biết là cái mô hình này đó là giống y chang như mô hình Việt Nam, tại vì trước đó đó khoảng khoảng đó, đó thì Việt Nam có cái làng Sơn Lôi ở cái quê vợ tôi, ba người từ hai người từ Đại Hàn về, một người từ Trung Quốc về, về đến đó ăn nhậu gì đó phát xác là lây, họ quay cái làng Sơn Lôi lại 10.000 nhân khẩu ấy, họ cây hai tuổi lễ ở trong đó không biết sao hết. Hình như cũng cái nhân cái vụ mà quay vùng như vậy thì chương trình nhà nước Việt Nam có những chương trình hỗ trợ cho những người đồng bào đó bị cách ly, thì anh nói sơ về vấn đề đó được không anh? Thì thế này này là đại khái là người dân mình không có hoảng loạn, rất là bình tĩnh, là tại vì người dân mình á tin tưởng và nghe lời nhà nước. Đúng, cái đó là đúng, công nhận cái đó đúng. Tin tưởng hoàn toàn, nhà nước nói cái này là sạch. Ông nói một sạch thì tất cả mọi người Việt Nam hiểu là cái nhiệm vụ là phải như thế nào rồi. Đúng rồi. Nói một hiểu mười, mà nghe lời lắm chứ không phải không. Thành thử ra mới không, thì thôi đó là cái chuyện Việt Nam mình rất là mừng ấy. Thế thì mình nhìn thấy cái hình ảnh của Covid ở bên này. Mà đến giờ này đó, là ngày hôm qua tôi, tuần vừa rồi tôi đi một vòng sau khi mà nhảy San Diego mình đóng cửa lại, mình không dám chụp hình nữa cha. Mình cứ tại cái khu làm việc của tôi ngày xưa ta la rần người. Bây giờ không có một người nào mà tôi đi ngang cái khu làm việc của tôi không có dám chụp hình luôn, là không biết là nó buồn nó... Thì thôi bây giờ, nhưng mà mình được cái là mình nhìn ở đây nè. Tôi nhìn thấy New York cha. Tôi nhìn thấy là đúng đó, Việt Nam mình cái dịp này 25 năm anh băng giao Việt Nam đi Mỹ, mình đã đóng góp một cái phần rất là thực tiễn, đúng, thực sự cho cái sự yên bình, không phải cho cả nước Mỹ mà đấy, mình nhìn thấy nó xảy ra ở trên New York của ông Andrew Cuomo. Ba tháng rồi ông ba tháng rưỡi trời ông bị, mà ông biết không, kỳ rồi tôi mới lên TV lại cho quay mặt xuống lại trời, ông rất là lo. Nhưng mà tại vì vậy đấy, thành thử ra bây giờ New York á, đây này, mấy tháng rời qua đó thì bây giờ người Mỹ họ xếp hạng tiểu bang nào làm việc đàng hoàng về Covid, tiểu bang này họ lấy căn bản ở đại khái của Việt Nam họ chữa như vậy đó, họ cái sách vở như vậy đó, thì là cái thằng người mà làm việc giỏi nhất ở trong đất Mỹ đến bây giờ là ông New York State. Cái chỗ mà bị nhớ là bị hư hao nhiều nhất là mất chết nhiều, nhà lây nhiễm đấy, nhiều nhất. Bao nhiêu trí tuệ Việt Nam, bao nhiêu cái điều gì đó là đấy, Việt Nam họ dồn được cái gì, họ muốn dùng cái gì đó thì dùng, họ nhìn họ hiểu, chứ Mỹ nó khó vậy cho họ thông minh lắm chứ phải không. Tại vì cái chống dịch của Việt Nam có vẻ chiến rất là giản dị, không có tốn tiền nhiều đâu, đấy là một chuyện. Cái chuyện thứ nhì đó là cái tiểu bang California của xứ mình, chúng mình đang ở đây, họ mình được cái xếp hạng thứ bảy là tại vì thế này nè, thứ bảy là tại vì từ ngày 13 tháng 3 là mình governor của mình của Cali này, là tại Cali nó giàu lắm, họ không sợ đóng cửa. Tôi nhớ bài, tôi bằng giờ này tôi ngồi trên nghe radio bà thị trưởng ở trên San Francisco, ai đi làm á thì là đi về nhà và ở trong nhà luôn, lần đầu tiên tôi nghe đừng có ra ngoài đường, như là đi tránh bom vậy chứ, đi sơ tán. Mà cái thành phố San Francisco, một cái thành phố giàu có nhất của đất Mỹ ở trên vùng West Coast, đi tất cả mọi người nào đang đi làm thì về nhà và ở luôn ở trong đó. Rồi sáng ngày hôm sau ông thống đốc lên, mấy người già như ông Pí Đông Nguyễn hay là bà Phùng Thị Châu thì ở trong nhà mà đừng có lang thang ngoài đường. Còn trẻ măng mà sao nói vậy, không đồng ý. Như là Pí Đông Nguyễn thì ở trong nhà luôn và đừng bao giờ ra khỏi ngoài đường. Đấy là cái công cuộc đấy mà không biết được như vậy đó, được hàng thứ bảy. Còn cái thằng cha mà nó lù đạn nhất mà nó không có nghe lời bất cứ một ai, mà nó không có ra cái gì để chạy bước nào, ông South Carolina, đến bây giờ đây người dân họ vẫn còn ra một đường, họ tự do mà quần sờ ngắm yêu mặt không có khẩu trang, không có đi chơi khơi khơi như vậy á. Thằng cha đó là cuối cùng của cái hệ thống 50 tiểu bang của đất Mỹ mình đây. Thì mình càng nghĩ đến đất Mỹ mình hiểu cái khó khăn của họ chứ anh. Bây giờ là bao nhiêu đó người vô nhà thương rồi, sẽ có bao nhiêu đó người để chết đây. Nhưng mà mình nhìn được như vậy á, nhưng mà mình nghĩ đến cái chuyện nó xảy ra ở New York,
mình nghĩ những cái hành động của người Việt Nam, mình những cái san sẻ chân tình của Việt Nam trong cái chuyện chống Covid mà nó được xảy ra ở New York, mà New York là cái nơi mà thế giới mà nhìn thấy, mà Liên Hợp Quốc ở đó, tất cả mọi thứ ở đó anh. Mà bây giờ họ được qua cái cơn này đây, với sự góp sức có bàn tay duy nhất của Việt Nam, không có thằng nào góp cả. Như vậy. Mỗi Việt Nam thôi. Cái model đó của Việt Nam đã giúp cho ông Kumo, ông lấy bắt chiếc theo. Theo chương trình của Việt Nam chống Covid để áp dụng vào tiểu bang New York, và bây giờ tiểu bang New York rất là thành công. Đã thành công là không còn những cái ca nguy kịch và không còn cái sự lây lan chéo cộng đồng nữa. Đây là một điều mừng ở Hoa Kỳ. Chị Châu có ý kiến gì chị Châu? À thì bây giờ Covid của anh Phượng xong rồi phải không? Chắc chúng tôi sẽ nói lại Covid của anh Phượng. Thì bây giờ để hơi thay đổi chút xíu, tôi muốn trả lời cái đám mà mạng lưới nhân quyền đấy, bởi vì tôi thích cơm. Tôi trả lời cho họ biết rằng là nếu mà Việt Nam không có nhân quyền đó thì làm sao mà cả thế giới đều biết tới bác sĩ Trần Đông A. À, ông bác sĩ Trần Đông A tôi biết ông lâu lâu rồi, tôi không biết vào năm nào ông đã tách rời hai trẻ em ra, hai trẻ em Việt Đức ra. Và bây giờ ngày hôm nay thì lại cũng là ông Trần Đông A đã tách rời hai cháu bé song sinh, các cháu tên là Trúc Nhi và Diệu Nhi, dính nhau ở vùng bụng chậu. Và cái theo các nhà khoa học ra thì cái việc mà hai song sinh đó mà dính nhau ở vùng bụng chậu đó là cực hiếm, mà thế mà ông lúc đó mà tách rời hai cái song sinh ra đó có cả trăm bác sĩ, và dưới sự cố vấn của ông bác sĩ Trần Đông A, và họ đã thành công trong cái việc này. Tại làm sao vậy? Họ bởi vì họ đã sống ở trong một cái quốc gia có cho một thể chế quyền làm người, cho nên bằng mọi giá tất cả các bác sĩ Việt nổi tiếng Việt Nam cũng như giáo sư tiến sĩ Trần Đông A, bằng mọi giá họ phải làm bằng được để tách rời hai cái song sinh Việt Nam, và bây giờ hai cháu đều khỏe mạnh. Và cái đó cũng là một cái sự tiến triển về ngành y khoa của đất nước Việt Nam đã đứng hàng đầu của thế giới, hiện thời đã bắt kịp những nhà y tế, bác sĩ của thế giới. Nói chung là ông Nguyễn Đông A, bác sĩ Trần Đông A này á, hồi xưa cách đây 20 năm đã cũng từng làm việc để mổ cho hai em Đức Việt ở bên Nhật, dùng những cái máy móc của người Nhật để làm cái hành động đó. Nhưng mà sau 20 năm nhà nước Việt Nam đã tiến triển, mình có đủ tất cả những phương tiện về y tế để mình có thể làm được cái mổ với tất cả những 60 người phợ trợ giúp trong cái vấn đề làm cái công việc tách rời hai em bé ra, và họ đã thành công. Đó là sự tiến triển không những về cá nhân ông Trần Đông A, mà còn cái nền y tế của Việt Nam đã phát triển, đã có đủ khả năng để mua những máy móc tối tân hỗ trợ trong những cái cuộc giải phẫu. Đây là sự thành công, đó là điểm son của nhà nước Việt Nam đã thành công. Xung quanh cái vụ này thì tôi thấy là nhà nước Việt Nam đã tính toán và đã thật sự quý từng mạng người. Đấy. Đúng rồi. Nghĩa là nội cái hai cái em mà tập trung giải quyết vấn đề vi trùng vi khuẩn ở trong cái Covid là đã làm mệt lắm rồi, nhưng mà bây giờ nó có chỉ có hai đứa bé thôi, thay vì ở những cái nước lớn khác đó thì không có quan tâm đến nỗi mà phải tập trung một số bác sĩ lớn thế, nhưng mà Việt Nam thì đã là vì tất cả từng người từng mạng người, cho nên Việt Nam tập trung tất cả các cái những bác sĩ chuyên môn để mà cứu sống hai em bé. Cái là một cái cuộc giải phẫu dài kéo 17 tiếng đồng hồ ở đây đấy, mà rồi cuối cùng thành công rất là đẹp đẽ. Đấy, cái hay đó là cái cuộc giải phẫu này nó giữ live trực tiếp, live cho tất cả thế giới có thể quan sát cái cuộc giải phẫu này. Tôi ở bên Mỹ thì bất tiện mình hiện lên trên cái Facebook tôi, cái like nó hiện lên và tôi đã nhìn thấy trực tiếp cái cuộc giải phẫu đó. Rất là tự nhiên. Thành thử đây là một cái công khai như vậy á, thì cái đám ở Bosa này không thể nói đây là cái cuộc
le le giấu giếm hay là vẽ bùa mà đeo vẽ bùa mấy ông bên này không có bùa thì thử bây giờ tất cả đều mở cho cả thế giới xem và cái hình ảnh đó cho thấy nhà nước Việt Nam rất là tự do, rất là dân chủ và rất là công bằng và rất là quý trọng quý sinh mạng của con người. Vâng. Và tôi xem ở cái đoạn cuối thì tôi thấy rất là xúc tích mà nhìn hai em bé mặt mũi tay chân đẹp lắm, nó là chỉ có cái phải đội dính nhau cái phần dưới thôi đó. Mà bây giờ thì là đạt xong một phần nhưng mà còn những cái phần kế tiếp là vì nó nằm tái tạo sẽ tiếp tục là nó dính nhau ở cái bộ phận tiêu hóa cho nên lần lượt sẽ từng em bây giờ là phải mang nó ra ngoài da để mà làm việc nhưng mà vài tháng nữa thì là bỏ lại cho nó bình thường đấy thì là nghĩa là nội cái xem đó mà có cái những cái người mà mình quan sát một cách mình không phải là nhà chuyên môn mà nhiều khi mình thấy còn nóng cả người mình thấy mình sợ hồi hộp từng giây phút thì để tôi thấy cái này là một cái thành công lớn mà trong khi thì cái bọn chống cộng bên này nó vẫn nói là một mạng con người mà mấy ông cộng sản có quý gì đâu, có lo gì đâu, mà mấy ông quen chết trong chiến tranh hàng trăm hàng loạt rồi, thế mà rồi Việt Nam cũng vẫn đổ ra bao nhiêu tuyệt tiền của công sức đầu óc và tâm trí vào cái việc đó thì đủ biết là Việt Nam đã xem trọng cái người dân từng nhân mạng một từ nhỏ cho tới lớn để mà lo mọi việc cái gì mà nhà nước có thể tập trung vào lo cho được thì nhà nước đã lo như thế. Thì bây giờ thấy rằng nổi cái vấn đề mà cái virus đó thì Việt Nam là bây giờ cũng vẫn còn mạnh dạn nói là một cái nước là thành công nhất có thể trong việc phòng chống dịch. Ngay cả các cái nhà chuyên môn quốc tế, các cái chính phủ của các nước khác cũng đã thấy rằng Việt Nam đứng đầu trong việc phòng chống virus. Mà nói như anh biết thì cho anh biết là tất cả các quốc gia như là New Zealand hoặc là Úc họ có những bậc ngoại trưởng họ đã đang tiếp xúc với Việt Nam để hy vọng được mở cửa để họ đi cho những chuyến bay từ Úc hoặc New Zealand tới Việt Nam và trong tương lai là sẽ là Đại Hàn cũng sẽ mở cửa để có những chuyến bay sau khi đã làm việc với nhà nước Việt Nam để hợp thức hóa tất cả những chuyện khó khăn để phòng ngừa vấn đề Covid để có sự an toàn cho nhân dân Việt Nam và sự an toàn cho du khách khi tới Việt Nam. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt đẹp. Không có quốc gia nào có thể mở cửa nhanh như Việt Nam và được sự tin cẩn của thế giới như ngày hôm nay. Giờ nói tới đây thì tôi cũng nhớ chị Châu dự định như là có thể đi được là tháng 9 đi thì tôi cũng rất là mừng là thấy chị Châu cũng bắt đầu thấy trong việc đi về Việt Nam có công việc cái ánh sáng đó cũng đã mở ra một tí thì chị. Dạ tôi cũng mừng. Không bây giờ tôi muốn nói tiếp thêm cái chuyện đi về Việt Nam tính sao. Nhân cái vụ này tôi muốn nói cái vụ này nè. Những cái bọn chống cộng cực đoan á thì thường nói rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh con cháu rất đông để cái coi như là Chủ tịch Hồ Chí Minh coi như là giết người đó, vi phạm nhân quyền đó. Nhưng cái vụ Trần Đông A này tôi muốn trả lời với những kẻ chống cộng cực đoan rằng tại sao mà một lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra thì hàng ngàn thanh niên nam nữ Việt Nam bằng lòng hy sinh sinh mạng của họ. Tại vì sao? Để đổi lấy độc lập, tự do, dân chủ cho quê hương. Cho nên họ sẵn sàng hy sinh. Nhưng mà bây giờ đất nước của chúng ta đã thanh minh rồi thì bây giờ mạng của một con người rất là quý. Và mạng của con người Việt Nam đã được trả lời bằng nền y tế Việt Nam, bằng bác sĩ Trần Đông A. Cho nên anh em chúng tôi tiếng quê hương trân trọng, vui mừng và hãnh diện được chứng minh cho thế giới và những kẻ chúng tôi cực đoan rằng đất nước của chúng ta, nền y tế của nước chúng ta rất là hoàn hảo, rất là thành công và mọi người nên học theo ông Trần Đông A để biết rằng nhân quyền của Việt Nam nó như thế nào.
Và đồng thời tôi cũng thấy xuyên qua mạng tôi truyền hình như Việt Nam đưa đi, thì tôi thấy lúc này là hơn lúc nào thì tôi thấy là đảng với lại chính phủ lôi hết những cái đám mà tham quan ô lại ra đâu đó, như là xử cái đám này đám kia, đám buôn lậu, cái đám rửa tiền, cái đám đánh bạc, cho đến những cái mà như ông đã về hưu cách đây 4 năm, 5 năm, 6 năm đều được lôi ra xử tiếp, lôi cái vụ đó ra làm cho sáng tỏ. Thì ra nếu mà nói rằng cái lò để mà thiêu đốt cái nạn tham nhũng, cái nạn quan liêu, cái nạn cửa quyền ở trong nước, nghe là đã được bắt trọng lôi ra hết lần lượt những cái bọn gian tham đó ở trong nước là lần lượt phải đền tội. Thưa anh, đấy ngày trong cái tháng này đó là mùng 2 tháng 7 là 25 năm. 25 năm, vâng ạ. Thì khi mà mình bạn bè bằng hữu mà mình chơi bời với nhau mà mình kính trọng nhau thì anh em mình giúp đỡ nhau. Tôi nghĩ là cái điều giúp đỡ của thông cảm và giúp đỡ của người Việt Nam trên đất Mỹ này nó được đến bây giờ chỉ trong vòng một thời gian rất là ngắn thôi, 25 năm thôi, nhưng mà đã thể hiện cách rất là rõ ràng. Còn cái sự thông cảm của người Mỹ với người Việt Nam thì cũng cái dịp này 25 năm mình đã được nhìn thấy ở trên đất Mỹ và nó xảy ra ở Việt Nam, là cái chuyện ông Ngoại trưởng Mike Pompeo nói một cái chuyện về Biển Đông. Đúng. Thì thế này nè, cái chuyện về Biển Đông ấy, thì cái điều mà ông Mike Pompeo bây giờ ông nói thì là cái điều đó là Việt Nam họ đã nói từ năm 1983, khi mà cái công ước của luật biển, trong đó tất cả 180 mấy ông ký ở trong đó, trong đó có ông Việt Nam và ông Trung Quốc và mấy ông kia. Ông Mỹ ông không có sợ được đó, thì thử là ông không, mà Việt Nam mà cứ lặp đi lặp lại họ nói như vậy á, mà bây giờ đến bây giờ 25 năm là phải có chơi bời với nhau á, thì cái điều người Việt Nam họ nói nó mới chạy vô lỗ tai này, rồi nó nằm ở trong đó chứ nó không phải nó chạy qua bên kia. Tôi nhìn những cái lời nói, cái cư xử của ông Mike Pompeo thì tôi hiểu, thì tôi biết thế này một điều, thế này là người Mỹ hoặc bây giờ là họ đã hiểu một Việt Nam một cách tận tình, và họ đã làm, đã nghe ra những điều gì Việt Nam nói, và những cái điều gì Việt Nam họ nói bây giờ họ làm bây giờ đó, là rất tốt cho tất cả mọi người. Đầu tiên là thế này nè, là cái chuyện đó không có mới, cái chuyện đó Việt Nam khoảng mấy chục năm rồi, bây giờ ông này cũng chỉ lặp lại như vậy và ông gái không làm theo, thì khi mà nếu mà họ làm như vậy thì có cái chuyện gì nó xảy ra. Tại khác là điều người Việt Nam nói có người họ hiểu họ làm theo tốt rồi, điều ông Mỹ ông nói ông có vậy là tốt rồi. Thì tôi nghĩ như thế này là cái khả năng mà người Trung Quốc mà họ nghe lời theo mấy người Việt Nam mà làm như vậy ấy, thì là rất là cao. Bây giờ cũng có là có cái động cơ rồi, tức là mình biết là này đó, mình từ nào giờ mình bao giờ mình ngưỡng vọng chả người Trung Quốc mà họ rất là ngưỡng vọng người Hoa Kỳ. Bây giờ thằng cha này nó bây giờ cái ông này giờ cũng làm vậy thì chắc mình cũng phải làm theo như vậy cho nó hợp cái đạo trời. thì đấy, khi mà mình nói chuyện 25 năm mình lại nghĩ đến cái chuyện này và mình rất là mừng. Mình mừng là thế này nè, cái tiếng nói của người Việt Nam trên trường quốc tế càng ngày càng có giá trị, nặng kilo, mà không phải nặng kilo không, mà còn mấy ông sẽ khác bây giờ 25 năm mới nghe ra, tức là nó có vô có lỗ tai anh. Thường thường nó vô bên này thì nó chạy qua bên kia, nhưng mà cái này nó vô nó nằm ở trong đó, tại vì có nằm trong đó thì thử nó mới nói ra được như vậy, mới làm được như vậy anh. Mà cái điều này nó là một cái điều mà rất là tốt cho cái Biển Đông, tại vì trên đó là cái sinh lực của cái địa cầu, 2/3 cái sinh lực của địa cầu nó nằm ở trên đó, mà trên đó là cái nơi duy nhất ở trên cái vùng biển đó, đó duy nhất từ năm 1963 cho đến bây giờ chỉ có máu của người Việt Nam đổ lên đó hòa vào lòng biển đó, chỉ có mồ hôi của những người Việt Nam đổ lên đó để xây dựng cái biển đó, để giữ cho cái tuyến hàng hải nó được thông thương, để tạo ra cái sự thịnh vượng của Đại Hàn, Nhật Bản, của Trung Quốc, của Đài Loan, của tất cả mọi người, của Malaysia, của tất cả mọi người trong đó. Người Mỹ thì họ theo tiền, họ chỉ theo làm cái việc theo tiền thôi,
mà tôi nghĩ họ làm như vậy thì làm một điều rất tốt, tốt cho anh, là tốt cho Trung Quốc, đừng có đánh nhau, đừng có làm cái chuyện sai nữa. Làm cái chuyện gì đúng thì làm được ngoài, chứ đừng có làm chuyện sai. Mình cái chuyện gì mình sai lịch sử ai cũng biết rồi, mình cũng phải nói lại. Đấy, cái, mình cái tập trung, tức là tất cả cái thế giới quy về Biển Đông, vốn có một sự hòa bình của Biển Đông, và Việt Nam là ở cái tư thế là duy trì cái sự hòa bình đó. Việt Nam đã không tham gia bất cứ sự khuếch trương nào trong vấn đề quân đội theo một cái quân sự của một quốc gia này để chèn ép quốc gia khác. Không có lúc nào cũng xin hòa bình. Tức là mình nhắc lại, sách trắng quốc phòng của Việt Nam đó, không liên minh với Mỹ, không liên minh với Việt Nam, một quốc gia nào, xâm chiếm một quốc gia nào cả. Thành thử ra cái sự hòa bình ở Việt Nam nó đòi hỏi tất cả các quốc gia khác phải theo đúng cái nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, đòi hỏi cái sự hòa bình đó, và bây giờ cả thế giới cũng phải tuân theo cái sự đòi hỏi của nhân dân Việt Nam phải giữ cái vùng biển hòa bình. Mặc dù là Hoa Kỳ có mời Việt Nam để tập trận chung ở Biển Đông, Việt Nam vẫn từ chối và vẫn nói là chúng tôi không cần thiết phải phô trương vũ trang, chúng tôi thích hòa bình. Thành thử đất nước Việt Nam không có tập trận theo người Mỹ, nhưng mà vẫn cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ có lời mời, nhưng mà Việt Nam không tham gia vì Việt Nam chủ trương đất nước cần có sự hòa bình, cái vùng Biển Đông cần hòa bình. Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ cái tập trận nào của bất cứ các quốc gia ở trong vùng để tạo cái sự bất ổn, cái sự an ninh, hòa bình ở vùng biển. Đó là cái lập trường của nhà nước Việt Nam. Nhưng mà có một điều là khi mà nghe Mỹ tập trận ở Biển Đông thì mấy anh Việt Nam Cộng Hòa ở Hoa Kỳ hô hởi vỗ tay, kỳ này chắc Việt Nam phải theo Hoa Kỳ, sẽ có những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Họ đoán sai chặt lất hết trơn à. Việt Nam không tham gia vào cái sự tập trận với người Hoa Kỳ. Và có nhiều người Việt Nam lên YouTube là nêu lôi kéo là cái điều Việt Nam đã vào quỹ đạo của Hoa Kỳ. Quỹ đạo của Hoa Kỳ, đúng cái rồi. Điều đó không có. Việt Nam vẫn giữ một cái thế hòa bình, cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và giữ cái sự hòa bình cho nhân dân phát triển kinh tế của thế giới, chứ không phải riêng của Việt Nam đâu. Vâng. Cả cái thế giới nó sống được, cả cái sự thịnh vượng của 2/3 cái phần thịnh vượng nằm ở trên con đường Biển Đông, đường mạch Biển Đông. Tôi thấy thì bây giờ tiếp theo các điều các bác vừa mới nói, thì tôi nghĩ rằng các anh ở Việt Nam Cộng Hòa, các anh Nguyễn ngày xưa đó, thấy cái đó rồi, chắc thế nào rồi Việt Nam cũng phải nghĩa là cũng phải theo Mỹ, hay là bám theo Mỹ, hay là dưới sự điều động, nghĩa là chỉ huy rồi này kia, bày kế hoạch của mấy anh Mỹ, thế nào Việt Nam bây giờ là phải theo Mỹ thôi, cũng như là các anh đã theo Mỹ từ bao nhiêu năm về trước, các anh nghĩ rồi, thế nào con đường đó là Việt Nam bây giờ là phải đi theo. Mấy ông nghĩ là tại vì theo Mỹ là theo mấy ông ấy, chứ không phải đâu, chứ không phải đâu. Ông nói vậy là theo chúng tôi, bây giờ để nói nghe nữa, nói chuyện theo à. Người Việt Nam mình đây, họ có một cái khả năng rất là cao để thẩm thấu cái văn hóa ngoại quốc, rồi sử dụng thành cái của mình, sử dụng cái văn hóa của ngoại quốc. Tức là mình, tại mình nằm trên đường biển mà, người phong hương mà anh, tất cả mọi luồng văn minh đều đến đó, mà không có luồng văn minh nào đến Việt Nam, mà Việt Nam mình cũng nữ ai đến mình. Để tôi nói một cái tục lệ mà cũ nhất, mà tôi say xài nhất, tôi xài mỗi ngày, từ ngày tôi hay thắp hương. Tôi hay thắp hương nhưng có cái gì quý giá tôi để bàn thờ tôi thắp hương. Thì ban đầu tôi hưởng thắp hương là của người Việt Nam, rồi tôi nghĩ chắc của người Tàu, nhưng mà không phải. Cái thắp hương này là của người Mông Cổ. Cái tục lệ thắp hương của người Việt Nam, Mông Cổ, tôi nói là cái điều đó là nói chi, nói cái khả năng thu nhập văn hóa của ngoại quốc, văn minh của ngoại quốc về cho mình để mình sử dụng, là một khả năng thượng thừa của người Việt Nam. Không có người nào như người Việt Nam đâu. Cái khả năng, mình nói giả dụ như Trung Quốc là mình đã ăn nhầm với họ, mình đã trao, như là xào, mình đã hòa huyết với họ từ đời này qua đời kia.
Nhưng mà Việt Nam bao giờ cũng là Việt Nam. Là Việt Nam. Cái văn hóa của họ có cái gì cứ mình mang vô, mình cũng sử dụng. Mỗi lúc mình sử dụng một kiểu. Văn hóa của người Pháp cũng vậy, những người họ đến Việt Nam bằng những cái tâm địa rất là xấu, nhưng mà mình cũng sử dụng cái văn hóa đó. Mình biến thành cái văn hóa của người Việt Nam. Cái văn hóa của người Nhật Bản, văn hóa của người Mỹ ngay bị ở thời buổi này, và ngay cả những văn hóa của Khmer, của Lào, của Thái Lan, mình cũng hấp thụ vào để mình sử dụng cho cái người Việt Nam. Người Việt Nam mình là một người mà rất là rộng rãi về chính vực văn hóa, mình cũng kỳ thị ai hết. Anh ở đây có mùa kỳ thị là mình hiểu là người Việt Nam mình đó cũng rất là rộng rãi. Tại sao họ rộng rãi như vậy? Tại vì cái, họ có cái khả năng trời cho, họ hấp thụ được cái văn hóa đó và họ sẽ sử dụng nó cho mình. Tôi nghĩ đó là một cái điểm đặc biệt mà lúc này là có lúc họ thể hiện. Họ không có theo người Trung Quốc đâu, tại sao họ phải theo họ? Trung Quốc họ có cái gì mà họ thích thì họ lấy để họ dùng. Tại sao họ phải theo Mỹ? Đúng một trận bờ cơ cũng có bạn. Người Mỹ có cái gì thì họ mang về họ dùng. Đất Mỹ này, tôi nói với anh em, mình ở đất Mỹ này 45 năm mình biết nhiều này. Đất Mỹ là cái một cái mảnh đất mà họ có rất nhiều phương tiện. Phương tiện là trong cái kinh, bây giờ mình nói lỗ qua Phật giáo một tí, trong cái kinh Pháp Hoa là cái phẩm thứ 16 là cái thập phẩm nói về phẩm phương tiện. Thì phương tiện là cái gì? Phương tiện là những cái gì người ta dùng để người ta làm cái việc này việc kia. Phương tiện của Việt Nam, đất của đất, phương tiện của đất Mỹ, người Việt Nam. Tôi nói cho quý vị nghe, 25 năm thôi, chỉ có 25 năm thôi mà Việt Nam nhờ cái con 2 tấn thiết bị y tế chở đến New York để bây giờ ông Andrew Cuomo ông ra ông hãnh diện. Đây là cách làm việc của Việt Nam thế này, đã làm chúng tôi đứng hạng nhất của nước Mỹ đấy. Và 25 năm, chỉ cần 25 năm thôi mà bây giờ ông Mike Pompeo ông nói là bây giờ tôi nghe tôi hiểu rồi đó, mà ông nói rất là đúng đó chứ phải không? Lỗ tai này 25 năm cần một cái những cái điều gì người Việt Nam nói mà nó vô không có nói. Tôi có lời nói của đây tôi nói chỉ thêm một đoạn ngắn về ông Pompeo. Ông nói về cái ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì ông khẳng định là tất cả những cái gì mà Trung Quốc làm đi chiếm đảo và tạo những cái cơ sở quân sự ở trên những hòn đảo đó, chính phủ Hoa Kỳ không chấp thuận. Đúng. Cái đó là một trong những điều quan trọng là Hoa Kỳ không chấp nhận tất cả những cái chiếm đoạt của Trung Quốc trên những mảnh đất Trung Quốc chiếm hiện tại bây giờ. Dạ, cảm ơn anh Song Phượng, anh Song Phạm. Thì tôi đi thêm vào chi tiết lời nói của anh Song Phạm là ngày 13 tháng 7 đó, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông như sau. Ngoại trưởng Pompeo nói rằng là những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp và ông lên án điều ông gọi là chiến dịch hiếp đáp để kiểm soát các khu vực này. Ông lên án Mỹ, lên án Trung Quốc dân nào, ông cho rằng đó là một chiến dịch hiếp đáp, đó là một hình thức mà ông cũng muốn bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Đúng rồi. Chưa còn cái câu này còn hay hơn nữa. Là ông trợ lý ngoại trưởng Mỹ, ông là David Stilwell. Ông đã tuyên bố là ông tuyên bố tại một cuộc hội thảo về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, biệt tắt là CSIS tổ chức. Ông tuyên bố rằng là Hoa Kỳ phản đối chiến thuật xã hội đen của Trung Quốc. Ông gọi chiến thuật của Trung Quốc là chiến thuật xã hội đen. Xã hội đen. Ông cái chữ xã hội, chữ xã hội đen cũng đã được dùng rất lâu nay. Đó, nhưng mà bây giờ ông trở lại cái câu nói này, tức là ông đánh giá vai trò của Trung Quốc ở Biển Đông là sử dụng vai trò của một xã hội đen. Xã hội đen là cả thế giới phải lên án rồi. Cái mời anh Phương. Dạ, tôi thấy thế này, là cái gì thì cái, nhưng mà phải nhìn lại cái lịch sử Việt Nam. Người Việt Nam có cái đặc tính là luôn luôn hy sinh cho đất nước. Cái điều đó rất là rõ ràng. Từ cái cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ dẫn tới những cái thắng lợi thống nhất đất nước ngày nay,
Nhưng mà bây giờ Việt Nam cũng vẫn còn tiếp tục hy sinh, vẫn tiếp tục. Lò của bác Trọng nghĩa là lúc nào sẵn sàng mở ra để mà đốt hết cái bọn mà đốt Covid, lại lên Covid rồi đấy. Trước đây là đốt cái giặc Covid rồi, sau hơn nữa là các ông các cái bà mà đã từng là thủ lãnh của những cái bộ này bộ kia mà đã nằm ở trong, đã phạm cái nhiều cái tội tham nhũng quá rồi, thì lần lượt chính phủ phải lôi ra hết. Bác Trọng cũng rất là đau lòng mà phải lôi ra từng ông được không? Đúng, có những ông đã về hưu 5-7 năm nay rồi nhưng mà có vấn đề là vẫn phải lôi ra.